Dạ Ngọc Ngân xin kính chào đại gia đình thân yêu. Thì hôm nay thì Ngọc Ngân sẽ giới thiệu với quý cô chú anh chị một cái dòng mai chú hỷ. Mà cái dòng này thì quý cô chú anh chị có thể tạo trồng ở trong sân vườn để tạo trồng những cái xung quanh cái hồ cá, hoặc là làm những cái tiểu cảnh, những cái giống như cái một cái bồn hoa, mình có thể trồng những cái cây mai chú hỷ này ở giữa để mà trồng những cái cây xung quanh thì nó rất là đẹp luôn. Thì cái dòng mai chú hỷ này thì hiện tại thì Ngọc Ngân đang nuôi ở trong cái chậu C9, và cái cây này thì đang được cắt tỉa theo dạng tàn thông. Thì khi mà đem về, quý cô chú anh chị có thể cắt sửa tiếp theo cái dạng tàn thông như thế này, hoặc là mình cắt tỉa theo tay, theo tầng thì đều được hết luôn. Hiện tại thì một cái cây như vậy thì có giá là 70.000 đồng một cây. Khi quý cô chú anh chị lấy 4 cây là 280.000 thì Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Thì sau đây Ngọc Ngân sẽ báo thông số, chiều cao, kích thước của cây. Cái gốc cây thì cỡ như ngón tay cái của Ngọc Ngân. Và chiều cao của cây tính từ miệng chậu đi lên thì nó cao là 4 tấc cho đến 5 tấc. Và cái đường kính của cái tán ngang, đường kính của cái tán ngang là 30cm. Cây của mình nó rất là xum xuê, rất là tròn đều. Cái dòng mai chú thủy á quý cô chú anh chị, thì cái hoa của nó là nó tự ra hoa quanh năm, và cái hoa nó màu trắng và nó rất là thơm luôn. Cái dòng này thì mình có thể là trồng ở phía trước nhà mình á, mình có thể trồng theo cái dạng hàng rào á thì nó sẽ rất là đẹp và nó sẽ rất là thơm. Đặc biệt là giống như Ngọc Ngân đang đứng hiện giờ nè, lúc mà cái sương nó chuẩn bị xuống á, trên những cái cây á thì hoa của nó cực kỳ thơm luôn á quý cô chú anh chị. Thì ngoài cái dòng mai chiếu hỷ này thì Ngọc Ngân còn có cái dòng mai chiếu hỷ cẩm thạch và mai chiếu hỷ lá riêu. Thì nếu mà quý cô chú anh chị chưa có xem được cái video đó thì có thể kết bạn Zalo với cái số điện thoại ở trên màn hình, thì Ngọc Ngân sẽ gửi video cho quý cô chú anh chị xem. Thì quý cô chú anh chị đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân. Và hãy nhớ cái ưu quyền đặc biệt đó chính là khi mà mua hàng ở bên cửa hàng Ngọc Ngân thì quý cô chú anh chị không có nhất thiết phải mua y chang như cái combo trên cái video. Tại vì từng cái video thì Ngọc Ngân sẽ giới thiệu một cái loại cây khác nhau, nhưng mà ở bên cửa hàng của Ngọc Ngân thì mặt hàng cây nó rất là đa dạng, từ những cái dòng cây ăn trái trong và ngoài nước cho đến các loại mai ghép, bông trang, cũng như các loại dòng cây đột biến, lá cẩm thạch. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu về loại nào thì hãy liên hệ với Ngọc Ngân, mình có thể lấy mỗi loại một cây, miễn sao đặt hàng từ 2 cho đến 5 cây thì Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Ngọc Ngân xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn đóng góp tích cực để cho cửa hàng của Ngọc Ngân ngày một phát triển hơn. Ngọc Ngân một lần nữa xin cảm ơn quý cô chú anh chị, xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe và nụ cười luôn nở trên môi nhé.